đồng xu này á, nó không đáng giá nhưng mà rất quan trọng với con chó nhà chị. Con chó nhà chị á, nó chỉ ăn đồng xu này thôi. Chị thì hâm mà. Làm sao? Con chó nhà em nuôi á, nó chỉ ăn cơm, ăn xương thôi. Đấy là chó nhà em, chị nói chị không ăn cơm, không ăn xương, chỉ ăn đồng xu thôi ấy. Mẹ nó cho nó ăn được lâu. À, đó, đó. Hay chưa? Đấy, em thấy thích không? Hay chứ. Ấy, chị đã bảo chó nhà chị hay cực kỳ mà. Nhưng mà em không có. Không chơi nữa đâu, chơi thế thôi, chơi nhiều. Em bắt nó ăn nhiều à, nó no quá hay sao? Ôi, đói lắm rồi đúng không? Đợi tí nhá. Ôi, nhờ sushi em mua 2 đồng xu ở gần nhà bán mà mãi không thể đến gì cả. Chờ tí nhá, ăn lại còn kén lắm cơ. Mẹ, ra. Sáng chị gọi cho em từ sáng sớm mua chị 2 đồng xu mà mãi không đến. Giờ này mới đến. Làm sao? Giờ em đi mua đồng xu là gì? Em đi giặt tít mới. Sáng sớm ngủ dậy xong đã mê man nên gọi em mua 2 cái đồng xu. Đồng xu này á, nó không đáng giá nhưng mà rất quan trọng với con chó nhà chị. Con chó nhà chị á, nó chỉ ăn đồng xu này thôi. Chị bị hâm mà. Làm sao? Con chó nhà em nuôi á, nó chỉ ăn cơm, ăn xương thôi. Đấy là chó nhà em, chó nhà chị không ăn cơm, không ăn xương, chỉ ăn đồng xu thôi ấy. Em không tin đúng không? Thật không? Đừng có mà giật mình nhá. Bây giờ em thả đồng xu vào đấy để một đồng thôi. Đấy, nhìn thấy chưa? Bây giờ hết rồi thì cho nó ăn. Em thấy chưa, chó nhà chị không ăn xương, không ăn gì cả, chỉ ăn đồng xu thôi, biết chưa? Thì lại phải đi mua xu tiếp à? Làm sao phải đi mua? Đây này, em nhìn đây này, ở đây nó có một cánh cửa. Bởi vì đây là chó đồ chơi mà. Làm sao mà nó biết ăn xương ăn cơm? Đấy, nó chỉ ăn đồng xu thôi. Bỏ ra chị lấy cho. Này nha, về chị lấy ra. Ủa, đâu một đồng nữa rồi? Em đã sơn một đồng của chị rồi. Rồi, bây giờ em cho nó ăn thử xem. Nhìn đây này, nhìn nó đớp này. Nó cắn này. Ơ, đây này. Này, này, quăng vào giữa. Nha, cẩn thận ông giật mình nhá. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Nó mất đồng xu ấy, của chị. Đồ chơi của chị. Đồng xu em mua cho chị. Nhưng mà con chó của chị mà. Có đồng xu của em nhưng không có chó, có con chó của chị thì làm sao mà nó ăn được. Để chị cho một đồng đi. Từ đấy em cho 2 lần rồi. Nhìn này. Đấy. Em thấy con chó này hay không? Hay. Có thích con chó nhà em không? Chó nhà em nhá, em phải cho nó đi tắm này, em phải cho nó đi ăn này, em phải cho nó đi gì này, xong rồi còn phải mút xương cho nó ăn này. Con chó này nhà chị á, chỉ ăn đồng xu thôi. Nhìn đi, thả vào đây. Một đồng thôi, đừng thả 2 đồng. Thả một đồng nó xong rồi thả tiếp đồng nữa, nó mới ăn được lâu. Chó nhà người ta mà không nhà chó nhà mình ấy. Đấy, em thấy thích không? Hay chứ. Ấy, chị đã bảo chó nên chị hay cực kỳ mà. Nhưng mà em không có. Không chơi nữa đâu, chơi thế thôi, chơi nhiều. Em bắt nó ăn nhiều à, nó no quá hay sao? Thôi em đi về. Lần sau em không thèm mua xu cho con chó nhà chị. Sang nhà người ta nhờ mua xu trả tiền mà. Chưa trả tiền nó. Nhưng mà chơi chẳng cho người ta chơi gì cả. Thôi, quay lại đây. Thôi đây, hai chị em mình chơi chung. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.